đang gặp phải các vấn đề liên quan đến tim mạch, huyết áp cao, mỡ máu cao, bạn mong muốn cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát huyết áp cũng như giảm mỡ máu một cách tự nhiên, bạn đang khó khăn trong cái việc mà lựa chọn những cái sản phẩm omega 3 phù hợp, an toàn và hiệu quả, thì trong video lần này bác sĩ Dung chia sẻ 5 bí quyết quan trọng để lựa chọn omega 3 tốt nhất cho người huyết áp cao, tim mạch và mỡ máu cao. Thì chúng ta biết rằng là omega 3 là một loại dưỡng chất rất là quan trọng và thiết yếu, cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được mà bắt buộc chúng ta phải dùng qua cái con đường ăn uống hàng ngày hoặc thực phẩm bổ sung thì chúng ta mới có thể bổ sung được cái lượng omega 3 cho cơ thể. Thì đây là một cái loại dưỡng chất vô cùng thiết yếu và quan trọng đối với cơ thể. Nhưng mà qua cái chế độ ăn, đặc biệt là chế độ ăn của người Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng là đang thiếu rất nhiều omega 3. Thì trong video lần này thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu những cái mẹo để chúng ta có thể là lựa chọn được một sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất dành cho mình. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ nhìn vào nguồn gốc của omega 3. Trên thị trường thì sẽ chia ra làm hai loại nguồn gốc. Thứ nhất là omega 3 từ cá, là chúng ta thấy là cái viên màu vàng. Thì cái nguồn gốc của nó là những cái loại cá lớn, sau đó sản xuất ra những cái dầu cá này. Thì thay vì sử dụng dầu cá thì hoàn toàn chúng ta có thể ăn cá biển, những con cá như là cá hồi, cá mòi, cá thu, cá trích, cá ngừ. Một tuần chúng ta ăn 2 bữa cá thì chúng ta sẽ đủ cái lượng omega 3. Nhưng mà nếu như mà bạn đang bị mỡ máu cao, huyết áp cao thì chúng ta phải bổ sung thêm cái lượng omega 3 từ thực phẩm bổ sung nữa. Thì cái loại màu vàng là từ những con cá lớn nên sản lượng nó nhiều và nó phổ biến, thì chúng ta có thể dễ dàng mua ở trên thị trường. Tuy nhiên thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thì cái loại dầu cá này thì nó sẽ được khai thác và được nuôi trồng rất là dễ, nên là cái giá thành nó sẽ rẻ và phổ biến hơn. Và khi mà chúng ta dùng khoảng 4 gram cái viên màu vàng đó thì nó có thể là giảm được cái mỡ triglycerides cho chúng ta. Thì đấy là cái ưu điểm của nó. Còn cái nhược điểm thì nó sẽ không hạ được cái cholesterol. Còn một cái dòng nữa đó là cái omega 3 từ dầu nhuyễn thể. Omega 3 từ dầu nhuyễn thể thì nó là cái gốc phospholipid. Còn cái gốc mà omega 3 màu vàng thì nó sẽ là gốc triglycerides. Thì gốc triglycerides nó sẽ tan ở trong dầu, còn gốc phospholipid nó sẽ tan ở trong nước. Do vậy mà cái khả năng hấp thu của omega 3 dầu nhuyễn thể nó sẽ dễ dàng hơn và nó không gây kích ứng dạ dày. Tuy nhiên thì dầu nhuyễn thể thì người ta khai thác ở những con cá tép dưới đáy đại dương, nên là cái sản lượng sẽ hạn chế hơn và cái việc thông dụng nó sẽ ít thông dụng hơn. Và thứ ba nữa là cái nhược điểm đó là giá thành nó sẽ cao hơn cái dầu cá thông thường. Tuy nhiên cái hiệu quả tác dụng của nó trong những nghiên cứu ấy thì nó sẽ giảm được cả cholesterol, cả triglycerides, và nó làm tăng cái HDL, mỡ tốt đấy, hoặc là và giảm cái LDL, tức là cái mỡ xấu ở trong cơ thể. Là giống như một cô công nhân đi dọn dẹp cái thành mạch của mình vậy. Thì cái dòng này thì nó được khai thác từ những con cá tép đó, thì người ta thấy rằng là chưa nuôi trồng được cái loại cá này và sản lượng nó rất là có hạn, và nó nhưng mà nó lại có ưu điểm đó là nó rất là tinh khiết, nó ít có nguy cơ bị nhiễm kim loại nặng. Một cái mẹo thứ hai đó là khi chúng ta lựa chọn omega 3 thì chúng ta xem cái bảng thành phần, đó là dựa trên cái hàm lượng EPA và DHA. Thì có rất là nhiều bạn mà mong muốn cải thiện vấn đề này nọ vấn đề kia, chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại khác nhau. Ví dụ phụ nữ có thai cho con bú, hoặc là những người mà muốn bổ não thì chúng ta sẽ lựa chọn cái DHA nhiều hơn. Còn đối với người mà mong muốn cải thiện cái sức khỏe tim mạch thì chúng ta sẽ lựa chọn cái hàm lượng EPA nó nhiều hơn. Thì có rất là nhiều loại, đặc biệt là đối với các loại omega 3 trẻ em ấy, thì bao giờ cái lượng DHA nó cũng sẽ nhiều hơn. Thế thông thường những cái loại mọi người mua ngoài thị trường ấy thì nó sẽ có cái lượng EPA và DHA là không phải là cao. Còn thường những cái loại bác sĩ kê đơn thì nó sẽ hàm lượng này nó cao hơn. Có nghĩa là khi mà lựa chọn thì chúng ta sẽ lựa chọn xem là cái bảng thành phần của nó như thế nào. Thì cái cách đầu tiên có phải là chúng ta xem là cái loại nào không ạ, cái nguồn gốc đó là từ cái loại cá nào. Và thứ hai nữa đó là xem cái bảng thành phần. Và điều thứ ba nữa đó là cái mục đích điều trị của mình. Ví dụ chúng ta chỉ có là tăng triglycerides thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái dầu cá. Còn nếu mà chúng ta tăng cả hai thì chúng ta nên lựa chọn cái dầu nhuyễn thể, hoặc là tùy từng điều kiện tài chính. Ví dụ như là mình có điều kiện hơn, mình sử dụng cái dầu nhuyễn thể thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ nhanh hơn và tốt hơn. Còn nếu như cơ bản là mình chỉ mua để bổ sung thông thường thì dầu cá màu vàng cũng là một cái loại lựa chọn. Thứ tư đó là có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ, bởi vì là có rất là nhiều loại omega 3. Và thứ hai nữa đó là có rất là nhiều các cái bệnh lý nền nữa. Ví dụ như là cô ba anh chị đang uống cái nhóm chống đông dạng heparin như là centrolone chẳng hạn, thì chúng ta đang phải theo dõi cái chỉ số INR, thì lúc này chúng ta không nên dùng omega 3. Hoặc là nếu có được chỉ định dùng thì bác sĩ Dung đã có một vài bệnh nhân là cũng vẫn được sử dụng do bác sĩ tim mạch chính thức kê đơn đấy. Tuy nhiên thì chúng ta phải có ý kiến của các bác sĩ đang điều trị cho mình ấy, thì nó sẽ dễ theo dõi kiểm soát hơn. Và cuối cùng một cái mẹo nữa đó là những cái trải nghiệm và phản hồi từ người dùng. Đơn giản là khi sử dụng omega 3 này mà chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những phản hồi tích cực cho nó, và đặc biệt là bạn bè của chúng ta có nhiều cái phản hồi tích cực, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo và cân nhắc từ những cái người mà đã sử dụng từ trước đó để có cái nhìn thực tế về hiệu quả của omega 3. Trong thời gian qua thì bác sĩ Dung đã điều trị cho rất nhiều cô bác anh chị liên quan đến mỡ máu, mỡ gan, tim mạch, xương khớp, huyết áp. Thì khi mà mình kê cái omega 3 từ dầu nhuyễn thể thì mình thấy đúng là cái phản hồi tốt hơn so với cái ngày xưa là mình hay kê dầu cá. Thì đấy là cũng là đi được cái người dùng đấy. Nhưng mà theo những cái nghiên cứu khoa học thì rõ ràng là nó đang giảm khoảng 25% chỉ số mỡ máu. Có nghĩa là nếu như mỡ máu của mình mà không tăng quá cao thì chỉ cần điều chỉnh omega 3 kết hợp với việc ăn uống tập luyện là có thể giảm được mỡ máu của ba anh chị. Nhưng đương nhiên rồi, chúng ta nên kết hợp nhiều phương án để chúng ta có thể giảm liều mà chúng ta phải dùng sử dụng thuốc tây. Bởi vì thuốc tây suy cho cùng thì nó sẽ cũng có những cái biến chứng, đúng không ạ? Cái tác hại
nó cũng hại gan hại thận của chúng ta. Nên là trong trường hợp cần thì chúng ta phải dùng, còn trong trường hợp mà chúng ta có thể điều chỉnh được bằng thiên nhiên, bằng tự nhiên thì chúng ta nên cân nhắc điều trị. Và nếu như mà cô bác anh chị đang băn khoăn và thắc mắc gì về vấn đề lựa chọn omega 3, có thể nhắn tin riêng để được bác sĩ Dung tư vấn và hỗ trợ kịp thời.